Thưa quý vị, chỉ tặng chứ không bán. Bà con dùng thử sản phẩm mới để quảng cáo hộ chứ không mất tiền. Với những chiêu trò vận động đầy hào phóng và hấp dẫn này, không ít người dân nông thôn đã mắc vào bẫy chiêu trò tổ chức hội nghị tri ân khách hàng của doanh nghiệp để trục lợi. Để tạo lòng tin thì các công ty dạng này thường xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương và tổ chức hội thảo ngay tại các nhà văn hóa xóm hay là tổ dân phố, và cứ thế không ít bà con đã dính bẫy chiêu trò bán hàng. Và lúc này thì nhiều người dân nhẹ dạ cả tin đã mất tiền cho những đối tượng này để được sở hữu những sản phẩm không đúng với giá trị thật trên thị trường. Và nó tổ chức rất là hoành tráng, xe ô tô đến hoành tráng lắm. Thế bà con rất đông đủ, nó chỉ nói là hôm nay là chúng cháu đến tri ân cho khách hàng, thế có quà tặng chứ không có bán. Tặng chứ không bán, nhưng bắt buộc người dân phải đóng tiền trước. Số tiền tương ứng cho từng sản phẩm bà sẽ được hoàn trả ngay sau đó. Nghĩa là bà con vừa nhận lại được tiền, vừa được sản phẩm mang về. Thế nhưng đó chỉ là hứa hẹn, còn thực tế thì ngược lại. Nó bảo là các cô cứ đếm tiền cho chúng cháu, sau khi chúng cháu sẽ tri ân lại cho các cô trong cái phong bì này. Tặng cho các bà cái phong bì này quà xứng đáng. Thế rồi bắt đầu nó đi lên xe thì bọn bà dở ra được có 100. Thế là nó chạy mất. Thế là cuối cùng các bà ngồi ngẩn ngơ người ra thế thôi. Mất 2.400.000 đồng cho một cái nồi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đến cách mở ra để sử dụng, người dân cũng không biết. Thế nhưng, có nhà còn vay mượn hàng chục triệu đồng để sắm tới 3 bộ nồi son chảo như thế này. Vì họ nghĩ đơn giản, bỏ tiền ra rồi sẽ được hoàn lại. Nhưng cuối cùng, tiền đã không nhận được, mà chất lượng sản phẩm thì cũng thất vọng. Thì cứ bảo là chảo đá này, nhưng mà thực tế không phải đâu đây. Con như là kiểu như tôn xong họ tráng cái gì đun hai ba lần, bây giờ chạy nhè nhè như kiểu nhựa đường này, đồ rởm ấy. Tiền mất tật mang, chứ còn biết loay hoay với những thứ đồ mà dùng cũng dở, bỏ cũng không xong. Không còn cách, họ chỉ biết mang hàng ra phường để kiến nghị. Và đây là lần thứ 5 họ có mặt ở phường để tìm sự giúp đỡ. Thế nhưng kết quả thì vẫn vô vọng. Vâng, thưa quý vị, nhẹ dạ cả tin là đáng trách, thế nhưng người dân cũng có quyền tin tưởng vì doanh nghiệp đã được chính quyền địa phương xác nhận là vào các điểm văn hóa thôn xóm để tri ân khách hàng chứ không bán hàng. Vậy làm thế nào để dễ dàng mắc lừa như vậy, và chính quyền địa phương ở đâu trong câu chuyện này? Chúng tôi sẽ còn tiếp tục chủ đề này trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị đón xem.